Xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay để tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái bông hoa từ những chiếc lá đơn giản. Nguyên liệu hôm nay của mình đó là những chiếc lá thông dụng mà các bạn thường hay thấy. Đây là lá lốt. Rồi. Tiếp theo đó là sáp, kim bấm, kẽm và phun màu. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên các bạn sẽ lãi những cái chiếc lá ra. Chúng ta sẽ lấy những cái lá mà nó có cái màu xanh đẹp như thế này. Và cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ lấy những cái lá không bị rách. Chúng ta sẽ không lấy những cái lá hư như thế này, bởi vì lên nó sẽ không đẹp nha các bạn. Chúng ta sẽ loại bỏ đi. Rồi, các bạn sẽ chia ra cho mình làm hai lớp lá. Lớp lá thứ nhất đó là lớp lá nhỏ. Lớp lá thứ hai đó là những cái lá to mà chúng ta phân loại ra. Thì khi mà chúng ta làm thành phẩm rồi á, thì cái bông hoa này về cách làm thì tương đối là gần giống như là cái bông hoa lần trước mà mình hướng dẫn cho các bạn. Nó chỉ khác đi một tí xíu thôi. Còn cái thứ hai nữa đó là lên cái phần cánh hoa, nó nhìn nó bắt mắt hơn, theo mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn. Tùy nhận định của mỗi người thôi. Thì chúng ta khởi điểm với những chiếc lá nhỏ nhất. Các bạn sẽ xếp cái phần cánh của lá lớp lại như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ cuộn phần lá lớp này lại. Mình muốn nó mảnh thôi, nó nhỏ thôi. Nó tượng trưng cho phần nhụy lá, nhụy của cái bông hoa. Tiếp theo mình tạm thời gia cố nó bằng một cái kim bấm. Sau đó mình sẽ sử dụng những cái phần lá lớn hơn, mình xếp vòng xung quanh đó. Các bạn sẽ nhíu cái phần thân của nó lại như thế này để mình làm cái bông hoa của mình nó bung hơn nha các bạn. Cái phần lá ở trên nó sẽ tự động nó bật ra. Về cách làm những cái bông hoa này á, cái độ bền của nó bền hay không còn phụ thuộc vào ở chúng ta nữa. Tức là nếu như các bạn chịu khó xem kỹ và làm đúng như những gì mà mình hướng dẫn á, thì cái độ bền của nó sẽ rất là cao. Tới cái phần này chúng ta sẽ xiên kẽm qua. Các bạn sẽ đi khoảng mười mấy lá, sau đó các bạn xiên kẽm qua để chúng ta kết nối lại toàn bộ cái phần lá mà chúng ta đã làm. Tiếp theo mình sẽ đặt nó vào trong lòng bàn tay của mình như thế này để mình cầm cho nó dễ nha các bạn. Các bạn chỉ việc đặt những chiếc lá vô, sau đó chúng ta xếp thôi. Chúng ta nên xếp nó theo một vòng nhất định. Thật ra thì với kiểu dáng làm, cái kiểu làm này á, thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại lá luôn. Lá nào các bạn cũng có thể làm được hết.
thì mỗi cái kiểu dáng của một cái lá nó sẽ cho chúng ta một cái bông hoa khác nhau. Các bạn không nhất thiết nó phải là cái lá lớp, tại vì mình ở khu vực này á, thì nó cũng có nhiều cây cối lắm để mà bứt những cái lá. Cho nên là mình mới vào chợ mình mua thử cái lá lớp mình làm, thì sau khi mình làm xong mình thấy nó cũng rất là đẹp. Lâu lâu các bạn để ý cái phần nhụy nha, đừng để cái phần nhụy của chúng ta chồi lên quá cao nha. Để cho các bạn dễ xem á, chứ sao nên là mình không có canh được cái mặt lá, mình chỉ xếp nó vào thôi. Sau khi mà chúng ta đã xếp hết phần lá nhỏ thì chúng ta sẽ xếp tới phần lá bự. Các bạn làm sao cho cái phần lá của các bạn á nó đều nha, cái cánh hoa của mình đều thì nó mới đẹp được. Sau khi mà chúng ta đã làm được tương đối nhiều rồi đó, chúng ta lại xỏ thêm một lần kẽm qua nữa để chúng ta kết dính cái phần lá của chúng ta lại với nhau. Chúng ta muốn bông hoa to hay nhỏ là tùy thuộc vào chúng ta. Các bạn sẽ cho ít lá hoặc nhiều lá. Chúng ta càng cho nhiều lá thì cái bông hoa của chúng ta càng bự. Đây, như các bạn thấy là cái bông hoa của mình dần hình thành rồi nè. Đây, các bạn thấy không? Cái bông hoa của chúng ta dần hình thành rồi.
Rồi, đây, vậy là mình vừa hoàn thiện xong. Các bạn chờ mình một tí nha, mình sẽ luồn kẽm qua. Vậy là cái phần bông hoa của chúng ta vừa làm xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cố định cái phần cánh của nó lại. Chúng ta sẽ bẻ khoảng 4 tới 5 cái chữ U như thế này nè các bạn. Các bạn sẽ gài lại. Đây, các bạn sẽ gài lại như thế này nha. Cái việc này nó sẽ giúp cho các cái cánh của chúng ta nó liên kết lại với nhau. Không có bị sủ xuống. Ta sẽ bung cái phần cánh hoa nó ra một tí. Rồi, các bạn thấy vậy là bông hoa của mình đã dần hình thành rồi. Bây giờ để cho nó chắc chắn hơn, chúng ta sẽ dùng kim bấm. Các bạn sẽ luồn nó vào phía trong như thế này. Và chúng ta sẽ bấm lại. Đây, chúng ta sẽ bấm tuốt ở phía trong. Chúng ta sẽ đưa vào phía trong và bấm được càng nhiều lá càng tốt. Nó sẽ giúp cho cái phần lá của chúng ta được kết dính lại với nhau chắc chắn hơn. Nhỡ như có những trong quá trình làm á, có những cái cánh các bạn so và các bạn nắm á, nó không có chặt được trong lòng bàn tay của các bạn á, thì khi mà chúng ta sử dụng kim bấm hoặc là chúng ta sử dụng những cái thanh chữ U để chúng ta ghim lại giống như vừa rồi mình làm cho các bạn xem á, thì nó vẫn dính chắc chắn hơn. Đó, đây nè. Chúng ta sẽ giữ lại bằng nhiều cách. Vừa sử dụng kim bấm và vừa sử dụng những cái thanh ghim chữ U lại. Rồi, vậy là bây giờ cái phần bông hoa của mình đã xong. Tiếp tới mình sẽ quấn nó lại. Chúng ta sẽ quấn nó vào trong một cái cây, một cái cây tre như thế này. Chúng ta sẽ quấn sao cho không lộ cái phần cây tre ra nha. Sau đó chúng ta sẽ xe cho nó kín cho tới phần qua phần kẽm. Đây, vậy là cái bông hoa của mình cũng đã hoàn thiện xong rồi. Vậy là cái bông hoa của mình đã hoàn thiện xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phun màu, các bạn chờ mình một tí nha. Rồi, như các bạn thấy là ở đây mình đã phun sơn cho cái bông hoa của mình xong rồi. Thì các bạn nhìn nè. Mình thích ở cái lá lớp này á, ở một điều là sau khi mình phun sơn xong á, cái cánh hoa mà mình vừa tạo ra nó có những cái đường gân rất là đẹp các bạn. Đây các bạn thấy không, mình phun rất là kỹ, mình phun mặt dưới, mặt trong nè,
mặt trong của cái bông hoa nè, như các bạn thấy nè, ở những cái lòng trong mình cũng phun sơn rất là kỹ. Đó, mình phun từng lớp từng lớp từng lớp, sau đó mình phun cái phần nhụy, mình cố gắng là mình phun sơn cho nó dày một tí nha các bạn. Bởi vì điều này cái thứ nhất á là khi các bạn phun dày như thế này thì cái cánh hoa của chúng ta đó nó sẽ cứng hơn, nó cứng hơn bởi vì nó có được bao bọc bởi lớp trên và lớp dưới bởi một lớp sơn, và nó kết dính tất cả các lá lại với nhau, nó làm cho cái cánh hoa của mình nó bền hơn. Thì với cái bông hoa này mình để trung bình khoảng độ được 5 cho tới 7 ngày cho một cái nhiệt độ bình thường. Còn nếu như bạn nào mà muốn để được lâu hơn, có bạn có comment với mình là muốn giữ bông hoa được lâu hơn, thì thường là mình làm xong mình sẽ đem ra nắng mình phơi. Mình phơi khoảng 5 cho tới 10 phút, sau đó mình đem vô mình sử dụng. Thì độ bền của mình là 5 tới 7 ngày. Đó. Còn nếu như bạn nào muốn để được lâu hơn thì sau khoảng vài ngày các bạn phun sơn là một lần nữa. Nhưng mà mình tư vấn cho các bạn là lâu lâu mình làm một cái kiểu này thì nhìn nó sẽ lạ mắt và nó sẽ đẹp. Còn nếu như chúng ta cứ để nó hoài luôn á thì nó sẽ đâm ra là nó nhàm chán. Lý do tại sao mà mình lại hướng dẫn cho các bạn làm những cái bông hoa như thế này, đó là mình muốn sau này các bạn cắm ra những cái sản phẩm của các bạn á, nó sẽ có những cái điểm nhấn, những cái lạ trao tới khách hàng, hoặc là chúng ta trưng những cái bình hoa trong nhà, nó mang một cái hơi thở mới. Đó. Còn nếu như mà chúng ta cứ trưng nó thường xuyên thì nó giống như một bông hoa giả rồi, chứ nó còn không còn là hoa tươi nữa. Vậy là phần hướng dẫn của mình tới đây đã xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.